Kính thưa quý khán thính giả, thế là sân khấu lớn Olympic London 2012 đã khép lại sau 16 ngày tranh tài sôi nổi của các vận động viên khắp thế giới. Đang trên đường trở về Washington từ London, anh Nguyễn Khanh có cuộc trò chuyện ngắn với Diễm Thy. Xin chào anh Nguyễn Khanh, bữa tiệc nào rồi cũng tàn, cuộc vui nào rồi cũng kết thúc. Tâm trạng của anh bây giờ như thế nào trên đường trở về nhà? Trên chuyến bay từ London về Washington DC, một lần nữa tôi là Nguyễn Khanh xin được gửi lời chào đến chị Diễm Thy và không quên gửi lời chào đến quý khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do. Đã đến lúc chúng ta phải chia tay và bao giờ cũng vậy, cuộc vui nào thì cũng có lúc tàn. Sau 17 ngày có mặt ở tại London, hôm nay là ngày tôi trở về lại Washington DC. Tôi trở về lại Washington DC với một cái nỗi niềm, mà tôi có thể nói là khó dễ mà có thể diễn tả. Lý do là bởi vì như thế này. Tôi nhớ mãi là có cái bản nhạc mà người ta nói, trong đó cái bản nhạc nó có một câu là ngày rời Paris thì chúng ta để lại một con tim. Nhưng mà rõ ràng là khi mà tôi rời London ngày hôm nay thì tôi cũng sẽ để lại trái tim của tôi với lại London. Ở tại London trong suốt 17-18 ngày, thưa cùng với lại chị Diễm Thy và thưa cùng với lại quý vị khán giả của Đài Á Châu Tự Do, tôi nhìn thấy rất nhiều cái hình ảnh. Tôi nhìn thấy những cái hình ảnh của những vận động viên thành công ở thao trường. Tôi nhìn thấy những cái hình ảnh của những người đã từng hỗ trợ cho chúng tôi, từ những khán giả cho đến các nhà báo, cho đến những người tình nguyện viên và ngay cả những nhân viên cảnh sát bảo vệ an ninh. Phải thú thật với chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do, có lẽ là chẳng bao giờ tôi sẽ có được cái hình ảnh đó trở lại. Thành ra bởi như thế, khi mà rời khỏi Washington DC thì tôi hy vọng là sẽ nhìn thấy một London. Nhưng mà cuối cùng phải thú thật, khi rời London để về lại Washington DC thì London mà tôi gặp hoàn toàn trên cả tuyệt vời, gấp cả triệu lần những gì mà tôi đã nghĩ về London trước khi tôi đặt chân đến đây. Đó là những gì mà tôi xin được gửi đến quý vị khán giả để mở đầu câu chuyện thể thao trong ngày hôm nay. Và bây giờ xin được trở lại Washington DC với chị Diễm Thy. Nghe anh nói chuyện thì Diễm Thy nhận thấy đây là một chuyến đi thành công vượt mong đợi của anh về mọi mặt, và London để lại một dấu ấn khó phai trong anh. Có một điều đáng tiếc là năm nay Việt Nam không đoạt được một huy chương nào để anh Khanh có dịp gọi ngay về DC để thông báo, như là anh em mình đã nói chuyện trước khi anh rời Washington. Có phải là thể thao Việt Nam đang đi thụt lùi nếu mà so với năm 2008? Đương nhiên là cái kết quả của cuộc tranh tài đó cũng là một cái điểm mà người ta phải chú ý đến. Nhiều người bảo với tôi rằng là Việt Nam không thành công, nhưng mà có nhiều người thì đi một cái chữ nặng nề hơn bảo với tôi rằng là Việt Nam đã thất bại. Câu trả lời của tôi thì tôi không nghĩ là như vậy. Tôi đã biết rằng là cái chuyện chiếm được chiếc huy chương, không, tôi không dám đòi hỏi là một chiếc huy chương vàng, mà chỉ là một chiếc huy chương bạc hay là một chiếc huy chương đồng ở Olympic, bất kỳ Olympic nào, chứ không phải là chỉ ở Olympic London 2012. Đó là cái điều khó khăn. Tôi nhìn thấy những cái vất vả, tôi nhìn thấy những cái cố gắng, tôi nhìn thấy cái tài năng mà các vận động viên Việt Nam đã thể hiện. Rất tiếc là vẫn chưa đủ so với lại tài năng của những vận động viên ở những châu lục khác. Nhưng mà đó là một cái bước đường dài, và tôi nghĩ rằng là đây là cái đạt chặng đường đầu tiên, một cái chặng đường mà khiến cho tôi có nhiều tin tưởng hơn. Tôi xin đơn cử một ví dụ, thưa với chị Diễm Thy và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả. Chúng ta kỳ này là vận động viên Việt Nam có cả thể 18 người, tất cả đều lãnh vé chính thức để đi Olympic London 2012. Và thành ra bởi như vậy, thưa với chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tôi thấy là đó là cái bước đầu tiên của một cái tiến trình. Cái tiến trình nó có thể là dài, có thể là 4 năm nữa, có thể là 10 năm nữa, cũng có thể là 15, 20 năm nữa trước khi chúng ta thành công. Nhưng mà chúng ta đã đi được cái bước đầu tiên. Cái vấn đề còn lại ở đây không phải là ở vận động viên, mà ở cái vai trò của chính phủ. Chính phủ tôi nghĩ rằng là phải có một cái trách nhiệm nặng nề hơn, một cái trách nhiệm quan trọng, phải biết cái vai trò quan trọng hơn của mình đối với lại nền thể thao của quốc gia. Đó là cái nhận xét của tôi. Tôi không nghĩ là các vận động viên đã thất bại. Tôi nghĩ là họ đã cố gắng đến mức tối đa, họ đã đi được bước đầu, và cái bước kế tiếp của họ cần sự trợ giúp của rất nhiều người, trong đó có vai trò của chính phủ, thưa với lại chị Diễm Thy. Kết thúc Olympic 2012 thì mọi người đã phải lo chuẩn bị cho Rio 2016, bởi vì 4 năm không phải là nhiều để chuẩn bị cho một giải lớn như vậy, có đúng không ạ? Ở Rio 2016 thì chúng ta sẽ nhìn thấy gì? Đó chính là cái câu hỏi mà nhiều người đặt ra, và ngay chính tôi cũng đặt ra cái câu hỏi này với lại ông thị trưởng Rio. Ông bảo rằng là trong thời gian 2-3 tuần lễ có mặt ở tại London, ông học được rất nhiều của London, và ông tin rằng là những cái điểm đó có thể ông đem về để mà áp dụng cho Rio trong 4 năm sắp đến. Đối với lại ông thị trưởng London thì ông lại có một cái nhìn khác. Ông bảo rằng là lời khuyên của ông đối với lại Rio là cứ bình tĩnh, enjoy it, cứ bình tĩnh, đừng có gì phải sợ hãi, đừng có gì phải lo âu. Và cái điều quan trọng là mọi chuyện rồi sẽ
diễn ra và tiến triển tốt đẹp như đã từng diễn ra và tiến triển tốt đẹp ở tại Olympic London 2012. Thưa với lại chị Diễm Thi. Xin cảm ơn anh rất nhiều về những tường trình của anh từ London trong suốt 16 ngày qua. Diễm Thi chúc anh đi đường bình an. Một lần nữa trên đường từ London về Washington, xin được chia tay cùng với lại quý vị khán giả và chia tay với chị Diễm Thi. Hơn thế nữa, chia tay với London và hẹn gặp lại nhau ở Rio 2016. Tôi là Nguyễn Khanh, tường trình đặc biệt cho đài Á Châu Tự Do.